Lượt trận vòng bảng thứ hai của bảng A AFF Cup 2022 đã chính thức khép lại. Nó đánh dấu một sự kiện đặc biệt khi cả 4 đội tuyển hàng đầu của khu vực đều đã thi đấu trận mở màn ở chiến dịch này. Trong buổi chiều ngày hôm qua, ứng viên còn lại của ngôi vương là Indonesia đã có trận ra quân gặp Campuchia. Đó là một trận mở màn tương đối vất vả của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong, nhưng điều quan trọng nhất là họ vẫn giành được 3 điểm. Giờ là lúc chúng ta có thể đánh giá sơ qua về sức mạnh của những đối thủ trên con đường tiến đến ngôi vương của binh đoàn rồng vàng. Trước tiên, hãy bắt đầu với Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Được nghỉ thi đấu ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển từ xứ sở vạn đảo có trận ra quân tại AFF Cup trước đối thủ Campuchia, một trong những đội bóng tạo ra bất ngờ lớn nhất trong loạt trận đầu. Đại chiến giữa hai đội được hâm nóng ngay từ những dòng chia sẻ của huấn luyện viên Keisuke Honda. Cụ thể, đội bóng từ đất nước chùa vàng đáp chuyến bay đến Indonesia muộn hơn dự kiến do bị hoãn tới 3 lần. Điều đó khiến họ không thể ra sân và có buổi tập duy nhất trước thềm của đối đầu rất quan trọng ở bảng A. Trên mạng xã hội, vị chiến lược gia người Nhật Bản tố cáo nước chủ nhà Indonesia đã chơi xấu với những màn khủng bố tâm lý lúc nửa đêm. Cụ thể, Honda tiết lộ vào khoảng 4 giờ sáng, phòng ông nhận được hai cuộc gọi điện thoại, nhưng khi trả lời đầu dây bên kia đều cúp máy. Cựu tuyển thủ của đội tuyển Nhật Bản cho rằng đội chủ nhà đã cố tình phá giấc ngủ nhằm hỏi thăm trước thềm trận đấu này diễn ra. Sự bực dọc là điều huấn luyện viên Honda thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, ông còn tiếp tục lên tiếng chỉ trích ban tổ chức giải đấu, sắp xếp lịch không có tính khoa học. Đội của ông phải làm khách trước Philippines vào ngày 20, sau đó phải di chuyển đến Indonesia vào ngày hôm sau và không có buổi tập nào. Trong khi đó, đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong, tức là họ vẫn còn rất sung sức, trong khi Campuchia trải qua một chuỗi hành xác mệt mỏi. Không chỉ có vậy, việc làm khách đến chảo lửa Bung Karno chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với bất kể đội bóng nào, chứ đừng nói gì đến Campuchia. Nếu bạn vẫn chưa quên thì cách đây không lâu, Indonesia vừa trở thành điểm đen trong mắt người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với thảm họa dẫm đạp, chen lấn ở sân vận động Kanjuruhan khiến gần 200 người thiệt mạng và bị thương. Chính vì điều đó, ban tổ chức của giải đấu đã quyết định đẩy giờ thi đấu sớm trước 3 tiếng nhằm tránh những tình huống bạo loạn có thể xảy ra thêm một lần nữa, nhất là khi Bung Karno được mở cửa đón khán giả với hơn 50.000 cổ động viên vào sân. Đó là những drama bên lề trận đấu của bảng A và có vẻ nó đã ảnh hưởng phần nào đến phong độ thi đấu của cầu thủ Campuchia trong cuộc đối đầu này. Lưới của họ đã sớm phải rung lên từ phút thứ hai sau khi Eki Maulana có được bàn mở tỷ số, nhưng sau đó trọng tài đã không công nhận vì lỗi việt vị. Nhưng Campuchia cũng không thể trụ vững được trước những sức ép mà Indonesia liên tục tạo ra ở những phút đầu trận đấu. Hàng thủ của họ vỡ vụn sau tình huống Eki Maulana để bóng cận thành. Lần này, trọng tài chính không có lý do gì để từ chối bàn thắng của cầu thủ mang áo số 10. Dù bị đối thủ dồn ép nhưng Campuchia bất ngờ có bàn gỡ. Sared Khira đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha đánh đầu ấn tượng trong tư thế khó. Tất nhiên với lợi thế sân nhà và một đội hình chất lượng hơn, Indonesia không đời nào muốn trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Thậm chí họ đã lại một lần nữa vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 bằng pha dàn xếp tấn công đơn giản với người kết thúc là Witan Suleiman. Tuy nhiên đó cũng là bàn thắng cuối cùng được ghi ở trận đấu này. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Shin Tae-yong thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công nhưng tất cả đều tỏ ra không hiệu quả. Chiến thắng 2-1 trước Campuchia giúp Indonesia khởi đầu AFF Cup thuận lợi. Dù vậy, huấn luyện viên người Hàn Quốc lại coi đó là một trận đấu hết sức xấu hổ khi các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và không thể gia tăng cách biệt. Theo dõi những gì đội tuyển từ xứ sở vạn đảo thể hiện ở cuộc đối đầu này, có thể thấy họ đang có trong tay một tập thể chơi ăn ý và đoàn kết. Bạn không thể xem thường Campuchia, nhất là khi đội bóng này vừa có chiến thắng ở trận mở màn. Ngoài ra, phần còn lại của trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Honda đã phòng ngự rất kiên cường để không thể thủng lưới thêm. Tức là đối thủ của Indonesia trận ra quân không yếu như người ta tưởng tượng. Thêm vào đó, sức mạnh từ những khán đài, từ những cổ động viên có thể bóp nghẹt bất kỳ đội bóng nào. Đó là thứ mà cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam từng đếm trải và đã từng thất bại khi làm khách đến Indonesia hồi giữa năm. Ngoài ra, những cầu thủ nổi bật của Indonesia chính là hai người đã lập công ở trận đấu vừa rồi, Eki Maulana cùng với Witan Suleiman. Lối chơi của họ có sự đa dạng và biến hóa nhất định. Ở nửa đầu trận đấu, Indonesia vượt trội với khả năng kiểm soát bóng và những đường truyền ngắn để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Trong phần còn lại, họ lại chuyển sang thế trận phòng ngự phản công với những tình huống truyền dài từ tuyến dưới để chuyển trạng thái rất nhanh. Nhìn chung, màn ra mắt của Indonesia ở AFF Cup năm nay đã để lại nhiều ấn tượng, nhưng họ cũng đã bộc lộ một điểm yếu chí mạng, khả năng dứt điểm tình huống. Bạn hãy nhìn tình huống này từ số 10 Eki Maulana và đó có thể là pha bỏ lỡ kinh điển nhất của AFF Cup năm nay. Nó là một trong những pha bóng rất tiêu biểu của đội tuyển Indonesia trong hiệp 2 của trận đấu này. Indonesia có thể là đối thủ tiềm năng của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ theo sát từng diễn biến của bảng A để dự đoán trước đối thủ của mình ở vòng bán kết sắp tới nhằm đưa ra những đấu pháp hợp lý.
Đối thủ tiềm năng còn lại, đội tuyển Thái Lan lại cho thấy một màn trình diễn hoàn hảo trong trận đấu ra quân. Họ chỉ phải đụng độ Brunei, đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại Đông Nam Á, nhưng cách thầy trò huấn luyện viên Phun Kinh giành chiến thắng cũng để lại nhiều ấn tượng. Một trong số đó chính là phát kiến đẩy hậu vệ cánh Tirathorn Bumathan lên đá tiền vệ trung tâm. Trong bối cảnh vò chiến không thể có được những quân bài ưng ý nhất cho tuyến giữa thì sự lựa chọn này bỗng dưng đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Đây là bản đồ nhiệt của Tirathorn Bumathan ở trận đấu này. Dễ thấy anh xuất hiện ở mọi điểm nóng, đặc biệt là khu vực trước vòng cấm đối phương. Thì trong 90 phút thi đấu, Tirathorn đã tạo ra đến 9 cơ hội cho những người đồng đội, với hai trong số đó trở thành những đường kiến tạo. Sự cơ động của cầu thủ này giúp sơ đồ 4-4-2 của Thái Lan trở nên vừa nhịp nhàng vừa có chất thép và cũng tiềm ẩn nhiều sức sát thương. Bên cạnh đó, cựu binh dày dặn kinh nghiệm Tirasindangda tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng với một bàn thắng vào lưới Brunei. Điều đó giúp chân sút đang khoác áo Pathum United nối dài kỷ lục 19 bàn và tái khẳng định thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup. Dangda vẫn thể hiện đẳng cấp vốn có với những tình huống di chuyển và kết nối giữa các tuyến. Đây vừa là điểm mạnh nhưng có thể trở thành điểm yếu của Thái Lan. Trong bối cảnh Manoj Phulking không có nhiều sự lựa chọn ở hàng tấn công, thì một khi Dangda bị phong tỏa, đội bóng của ông có thể đã gặp khó. Đó là chưa kể đến thể lực của các cầu thủ có thể bị ảnh hưởng bởi năm nay anh đã 34 tuổi. Nhìn chung, những đối thủ tiềm năng của đội tuyển Việt Nam ở bảng A đều cho thấy sức tấn công ấn tượng của họ. Dù sao thì Brunei cũng như Campuchia chưa thể là thước đo để phản ánh rõ nét nhất trình độ chơi bóng của hai đội tuyển. Nhưng ít nhất thì huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ đã có một vài gạch đầu dòng cơ bản về lối chơi của hai đội tuyển này. Giờ thì chúng ta sẽ đến với Malaysia, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ngay ở trận đấu kế tiếp. Họ đã có những bước chạy đà rất tốt cho giải đấu năm nay, thậm chí mãnh hổ có thắng cả Thái Lan ở bán kết King Cups, giải giao hữu trước thềm AFF Cup. Dù vậy, qua trận đấu đầu tiên với Myanmar, đoàn quân huấn luyện viên Kim Pangol đã bộc lộ một số vấn đề nhất định. Nó đều đến từ việc Malaysia không thể có được những quân bài tốt nhất khi các đội bóng chủ quản của họ từ chối cho cầu thủ lên tuyển. Họ có khởi đầu rất chật vật và nếu không nhờ cú sút phạt đền hỏng ăn của cầu thủ Myanmar trong những phút cuối, có lẽ Malaysia đã không thể giành được chiến thắng. Nhưng sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội tuyển này vì những gì họ đã thể hiện. Cần biết rằng Malaysia vẫn rất giỏi trong việc giải quyết trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc, giống như cách Rashid có pha vẩy má ngoài rất tinh tế để Faisal Halim thoát xuống hạ thủ môn Myanmar trong tư thế đối mặt. Ngoài ra, có một điều chúng ta có thể chắc chắn, các thủ Malaysia dù chất lượng có phần thua thiệt nhưng lối đá áp sát và đá rắn của họ vẫn được giữ nguyên. Nửa đầu trận đấu với Myanmar thường bị gãy vụn vì những tình huống hai đội chơi có phần quá quyết liệt như vậy. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có lợi thế hơn đối thủ bởi chiều nay, Malaysia sẽ bước vào cuộc đối đầu với Lào, trong khi binh đoàn Rồng Vàng được nghỉ thi đấu ở vòng đấu này, chỉ sau đó 3 ngày họ sẽ phải làm khách đến Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội để đánh bại đối thủ, để giải mã một trong những ứng cử viên cho chức vô địch và để vươn lên ngôi đầu bảng. Và có thể sau khi lượt trận thứ 3 kết thúc, chúng ta mới bắt đầu hình dung được sức mạnh thực sự của hai đội bóng còn lại ở bảng A là như thế nào. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.